Buồn quá các bạn. Vừa xem đá bóng ủng hộ Hàn Quốc. Đội tuyển châu Á ghi hai bàn đánh bằng đầu đẹp thế mà. Thế mà cuối cùng lại vẫn thua. Ai giời. Buồn nhất là những cái cổ động viên như kiểu mình. Mặc dù mình không có chơi cá độ cá điếc gì cả nhưng mà mình ủng hộ đội đội Hàn Quốc như vậy thua. Ok. Chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để thêm chữ vào video nhé. Với Filmora 12, đây là cái phiên bản chạy thử thôi. Đây còn bản chính thức thì mùng 9 tháng 12 nó mới ra cơ. Có một cái thông tin là các bạn nếu như các bạn mua phần mềm Filmora bây giờ ấy thì các bạn sẽ được cập nhật miễn phí lên cái phiên bản 12 nhé. Tại vì mình thì mình không đề cập cái tính năng này ở trong cái phần giới thiệu Filmora 12 bởi vì là có một số cái mà mình không thích lắm ở cái chỗ này. Tức là bên Wondershare thì lên một cái bản mới thì nó cập nhật, nó thêm một số tính năng thì ok. Nhưng mà nó lại kiểu thay đổi một số cái tính năng linh tinh ấy, đâm ra là mình không thích lắm. Mình đề xuất họ là giữ nguyên cái gọi là cái công cụ mà edit để thêm chữ như cũ, như bản 11. Thì không biết là họ có nghe không, không hiểu là đến cái hôm mà ra bản mới thì thế nào. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn các bạn ở cái bản dùng thử xem nó như thế nào nhé. Ok, ví dụ ở đây là một cái video. Video thử thôi. Cái này là cái hiệu ứng mà thay bầu trời ấy, rất là đẹp. Mình sẽ dùng cái này làm video ví dụ. Thì nếu như để các bạn muốn thêm chữ vào video với Filmora 12 ấy, thì các bạn sẽ có mấy cái nhé. Nhưng mà các bạn sẽ chia làm hai cái. Một là các bạn sẽ dùng cái loại thêm chữ bình thường, tức là chữ kiểu đơn giản, không có hiệu ứng, không có ước gì cả. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là bạn dùng một cái mẫu. Cách thứ hai là bạn dùng một cái mẫu gọi là template. Template này thì nó sẽ bao gồm chữ này, bao gồm chữ có hiệu ứng này và một cái video ở bên dưới. Thì dùng cái nào thì tùy các bạn thôi nhé. Nó vẫn giống như là 11 thôi. Tuy nhiên là cái phần mà kiểu chỉnh sửa các thứ ấy thì nó hơi khác một tí. Ok, bây giờ cách thứ nhất là đầu tiên là bạn nếu như bạn muốn thêm một cái chữ đơn giản thôi. Ví dụ bạn muốn thêm chữ đơn giản vào vị trí này, bạn sẽ đặt cái kim thời gian ở cái vị trí bạn cần thêm. Sau đó bạn nhấn vào chữ này nhé, Quick Text, gọi là thêm chữ nhanh. Mình ấn vào đây, nó sẽ thêm cho bạn một cái hộp chữ ở trên timeline. Thì cái hộp chữ này nó sẽ quy định độ dài của cái chữ ở trên video của bạn. Nếu bạn muốn thu ngắn này, bạn kéo vào đây, bạn kéo vào cuối này, kích vào cuối nhé. Bạn sẽ nhìn thấy thời gian ở đây mặc định nó là 5 giây, thì bạn có thu ngắn nó lại 2 giây, 3 giây, hoặc là bạn kéo dài nó ra 6 giây. Hay gì đấy, bình thường đúng không? Đấy, cách thứ nhất để thay đổi độ dài của cái chữ. Cách thứ hai là bạn có thể kích chuột phải vào cái hộp chữ ở trên timeline. Sau các bạn chọn duration, duration là thời gian. Kích vào duration, bạn nhập vào đây. Ví dụ mình sẽ nhập nó trở lại thành 05 và cái frame này là 00 nhé. 00, đây là trở lại là 5 giây. Đây là một cái chữ 5 giây bình thường. Tiếp theo là bạn muốn chỉnh sửa cái chữ đấy thì bạn sẽ kích vào đây. Bạn có thể kích vào cái chữ này. Thứ nhất bạn di chuyển cái chữ này ở trên cái video của bạn. Bạn muốn đặt lên góc này, đặt vào giữa này. Hoặc là bạn có thể phóng to cái chữ lên được. Bạn kích vào đây, bạn phóng to chữ lên. Đây là bạn đã scale to cái chữ lên nhé. Kích vào đây. Đó, kéo. Bạn có thể kéo đi linh tinh. Ví dụ mình sẽ kéo chỗ này nhé. Mình đặt ở chỗ này. Sau đó nếu như bạn muốn sửa cái chữ này, đây là cái chữ gọi là chữ mù mờ thôi. Chữ lorem ipsum này, chữ mù mờ thôi. Bạn muốn sửa nó về tên một cái gì đó chẳng hạn, ví dụ ở đây mình sẽ đặt ở dưới này, đây là cây cô đơn chẳng hạn, thì mình sẽ kích đúp vào cái chữ này, sau mình đi qua cái cửa sổ để chỉnh sửa chữ ở đây. Đây là cái cửa sổ mới của Filmora 12 nhé. Bây giờ trong cái cửa sổ này ấy, mình thì mình thấy nó hơi rối, tức là nó hơi kiểu phải click nhiều rồi kéo cuộn các kiểu ấy, chứ còn nó không như cái cũ là nó to hơn. Tuy nhiên là ok, phần trên này là phần thể hiện của chữ, còn phần chỗ này là để bạn nhập vào nhé. Ví dụ bạn nhập vào đây là cây cô đơn chẳng hạn. Ok, đây bạn nhập nội dung vào. Hai nữa bạn đổi phông thì ở chỗ này, ví dụ đây là cái phông Arial. Ok, bạn có thể đổi sang các cái phông khác ở đây đó, tùy. Nhưng mà bạn phải chọn cái phông nào mà nó không bị lỗi phông nhé. Ví dụ mình chọn cái phông blue này cho to. Cây cô đơn bên cạnh này là bạn có thể chọn được cỡ chữ. Đây bạn có thể nhập vào đây, ví dụ mình sẽ nhập là cỡ chữ 40 chẳng hạn. Mình enter, đây là mình có cái chữ cỡ 40. Và bên này là màu chữ nhé. Cái màu chữ này thì bạn nhấn vào cái menu này để bạn chọn cái màu khác.
Ví dụ mình chọn màu xanh này, đấy, đây ra màu xanh. Hoặc là bạn nhấn vào cái bút chọn màu này để bạn chọn màu chữ cho bạn. Thì khi mà nhấn vào cái bút chọn màu này thì bạn có thể chọn bất kỳ một cái màu nào đó ở trên cái cửa sổ làm việc. Ví dụ mình chọn có màu tím này chẳng hạn này, ấn vào cái này màu tím. Hoặc là mình kích lại một cái bút chọn màu, mình ấn vào cái màu xanh, màu trời này chẳng hạn này. Cái chữ này nó sẽ ra cái màu trời. Đây là cái bút chọn màu và màu chữ. Ở bên dưới này thì bạn sẽ có mấy cái nhé. Bạn ấn vào đây nó sẽ đổi cho bạn cái chữ này nó thành chữ kiểu dạng dọc. Nhiều khi bạn viết tiếng Hàn Quốc hoặc là tiếng Trung Quốc ấy, thì bạn có thể ấn vào đây, chuyển dọc, chuyển ngang. Đó, ấn ở đây chuyển ngang. In đậm này, in đậm, in nghiêng, canh lề trái, canh lề phải, rồi canh giữa, rồi canh hai bên, đó, tùy bạn. Ví dụ mình sẽ đặt ở đây là canh giữa. Sau đó bạn sẽ kéo dưới. Bạn kéo dưới thì bạn sẽ có mấy cái để tùy chọn nhé. Tức là bạn có mấy cái mẫu cho cái chữ này thôi, tức là mẫu chữ chứ không phải mẫu tiêu đề nhé. Tiêu đề, mẫu tiêu đề thì nó khác. Mẫu chữ thì bạn sẽ có hai phần. Một phần là preset, là cái mặc định. Mặc định là có mấy cái mẫu chữ này. Mẫu chữ đây, nó có format sẵn cho mình rồi. Mình có thể thích thì mình có chọn một chữ màu vàng này. Có viền này, có nền này, có bóng này. Đó. Thế còn đổi sang cái chữ khác được. Ví dụ chữ radian này, chữ này này. Đấy, ví dụ đây là mẫu chữ. Và thứ hai nữa là work art. Work art thì cái work art này nó cũng có nhiều cái mẫu chữ khác nhau bạn có thể chọn nhé. Ví dụ mình sẽ chọn cái mẫu chữ này chẳng hạn. Đó, mẫu chữ này có hai màu, màu đen và màu trắng. Cái này mình hay dùng cho mấy cái mà kiểu tập gym, tập giết của mình ấy. Đó, đây nhá. Rồi, ví dụ mình đặt lên trên này. Đúng không? Đây là cái preset. Ngoài ra ở bạn kéo tiếp xuống dưới này nhá, nó sẽ có cái khoảng cách của các cái ký tự gọi là letter spacing. Ở đây gọi là more text option, tức là thêm cái tùy chọn thêm của chữ. Nếu mà bạn không muốn hiện cái này thì bạn đóng lại. Đây, ví dụ bạn đóng lại đây, mở nó ra. Đây letter spacing nhá, là cái khoảng cách của chữ, khoảng cách của ký tự ấy. Bạn có thể kéo này, kích vào đây bạn kéo này. Đó, tùy chỉnh. Và cái khoảng, đây là cái kiểu khoảng cách của các dòng. Ở đây mình có một dòng thôi, nó không có gì. Ví dụ mình đặt đây nhé, cái cô đơn quá chẳng hạn. Đó thì nó có hai dòng. Hai dòng thì bạn sẽ chỉnh được cái khoảng cách của dòng ở chỗ này. Ví dụ bạn muốn trừ nó đi, bạn kéo đi cho nó hai dòng nó xít lại nhau, hoặc là bạn giãn hai cái dòng nó ra. Đó, đấy gọi là line hết. Còn bây giờ là cái cuối cùng là gọi là alignment. Alignment ở trong phần gọi là tùy chọn thêm của chữ nhé. Alignment này thì nó sẽ quy định là ở đây cả một cái khung này gọi là video này. Ví dụ đây alignment là vào giữa này, bên góc trái này, góc trái bên trên này, góc trái bên dưới này, góc bên dưới này, tức là ở giữa bên dưới. Đó, thông thường nếu mà bạn muốn nó đặt ở giữa thì bạn đặt vào chỗ này. Đó, nhưng mà mình thì thường ấy mình sẽ cầm ở đây mình chỉnh nó đi. Ok. Tiếp theo nữa là phần transform và phần compositing. Nhưng hai cái phần này thông thường các bạn chả dùng đến đâu. Ví dụ transform là bạn có thể scale nó to lên này, scale nó to lên hoặc là xoay này. Ví dụ đây bạn có thể xoay cái chữ này, xoay khung chữ này. Bạn thích thì bạn có thể xoay ở trên này cũng được này. Hoặc là bạn có thể scale to, scale bé này. Bạn làm trực tiếp ở trên cửa sổ preview này cũng được. Đấy, bạn có thể reset nó lại về bình thường. Reset. Đó, ok, reset. Và bạn đây bây giờ đang scale 100%. Mình sẽ cho cỡ chữ nó bé lại đi tí. Trong cái phần transform này thì có một cái nữa là bây giờ Filmora 12 nó sẽ có thêm phần keyframe. Thế là bạn có thể keyframe cho nó thì giống Filmora 11 thôi. Gọi là animation keyframe thôi. Bạn nhìn thấy cái nút keyframe ở bên này. Khi nào mà mình dạy về animation keyframe cho chữ thì mình sẽ đề cập đến phần này. Cuối cùng là phần compositing. Nhưng mà thông thường cái compositing này ít dùng lắm. Compositing thì nó giống như là cái compositing của video ấy. Nó có mười mấy cái blend mode này. Ở đây này bạn thích thì bạn chọn. Nhưng mà thông thường mình sẽ không chọn. Để đây bình thường thôi. Đấy là cái phần cơ bản nhé. Cơ bản của phần format chữ. Thế còn bạn muốn đi đến nâng cao thì bạn ấn vào nút này nhé. Nút Advanced. Thì Advanced ấy, ở trong cái phần nâng cao này bây giờ nó hơi khác so với cái bản 11 ấy. Là bây giờ nó bố trí là cái phần chỉnh ở bên phải. Review bên trái. Trước đây thì chỉnh bên trái, review bên phải. Bây giờ nó lại chỉnh ngược lại. Thế còn ở trên này thì vẫn thế thôi. Trên này có phần là thêm chữ này, thêm các cái hình này, xong rồi thêm ảnh này, xóa này, đổi phông này, tăng cỡ chữ này, chữ ngang, chữ dọc này, in đậm, in nghiêng này, rồi mấy cái giống cái kia. Bên này có thêm một cái layer nữa. Nếu mà bạn, tức là cái phần kiểm soát các cái lớp chữ, thì nếu như bạn thêm nhiều lớp ở đây nhé, ví dụ mình có thêm một lớp nữa ở đây chẳng hạn, đây đúng không, thêm một cái lớp này, và bây giờ mình muốn đưa cái lớp này nó xuống bên dưới này nhé, đây nó đang ở bên trên, nó xuống bên dưới thì mình nhấn vào đây send to back chẳng hạn, đấy thì cái lớp chữ này nó sẽ hiện xuống bên dưới. Thì đây là cái điều khiển lớp chữ. Ok, bây giờ mình sẽ xóa cái này đi.
À, còn cái phần nâng cao nhé, bạn chọn vào phần nâng cao, ở trong này cũng có mấy cái preset. Preset thì giống ở bên ngoài. Trong phần customize này thì nó hơi khác một tí. Customize này bạn có thể chọn chữ nó có màu hay không này, gọi là fill này. Đó, kích vào đây nó sẽ không có màu ở trong. Đó, thế còn bạn có thể thêm cho nó cái outline, tức là cái viền bên ngoài và bóng của chữ các thứ thì bạn chỉnh ở chỗ này nhé, trong phần effect này. Bạn kéo đây, tức là bây giờ bạn lại phải kéo kéo xuống này. Nếu như bạn nào thấy cửa sổ này bé quá thì bạn có thể cho to lên. À, cho to lên sau bạn làm việc với cái này, ví dụ bóng này, shadow này, outline này. Đây là outline, tức là viền bên ngoài nó màu trắng đấy nhá. Bạn có thể đổi cái viền này sang cái màu khác, ví dụ bạn có thể đổi màu xanh chẳng hạn. Đó, tức viền màu xanh. Và bạn có thể thêm cho nó một cái viền nữa nhá. Thêm một cái viền nữa ở đây, ví dụ xong rồi hai viền luôn, viền màu xanh và viền màu tím chẳng hạn. Hai cái viền. Và bạn có thể chọn cái màu khác, ví dụ cái màu xanh này bạn không thích mà muốn chọn một cái màu xanh, à, màu tím này chẳng hạn, thì bạn nhấn một cái bút chọn màu, bạn chọn cho cái viền. Đó, đây là chọn thêm cái viền. À, ngoài ra ở bên dưới này còn thêm phần bóng nữa, bạn ấy phải kéo xuống phần bóng này, shadow. Shadow thì bạn cũng thế thôi, bạn cũng có thể chỉnh được. Bạn thêm này, khoảng cách của bóng này, đó, distance đấy nhá. Rồi là kiểu bóng này, ấn vào đây. À, có các cái kiểu bóng khác nhau, kiểu bóng này, đấy, khoảng cách này, sau độ mờ của bóng này, à, rồi là độ trong suốt của bóng này. Đó. Rất là nhiều thứ bạn có thể chỉnh ở đây. Thì tất cả những cái chỉnh này thì thông thường nó sẽ giống như là cái Filmora 11 hoặc Filmora 10 thôi. Nhưng mà cái Filmora 12 này thì nó chuyển sang bên tay phải này, kiểu làm việc nó hơi khó chịu. À, cuối cùng là phần animation. Animation thì bây giờ nó khá hơn một tí, tức là nó có nhiều cái để mình chọn ấy. Mở ra cái là nó rất là to ấy, dễ chọn. Chứ còn trước đây nó chỉ có một hai hàng thôi, hai hàng thôi thì nó sẽ hơi khó nhìn. Tuy nhiên là có một cái mà nó chưa cải tiến là cái phần tìm kiếm nhé. Thông thường mình sẽ thích nó là kích vào animation này, sau đó nó sẽ có một cái ô gọi là tìm kiếm cái hiệu ứng cho chữ mà mình cần dùng. Tại vì đôi khi mình kiểu người ta dạy mình là kiểu dùng text, typewriter hay là gì đấy tên ở đây thì mình có thể đánh vào đây, đánh tìm kiếm ở đây thì sẽ dễ hơn. Đó là cái mà cơ bản và cái nâng cao của chữ. Thế ngoài ra ở dưới này thì bạn có cái phần review. Đó, ấn này, ấn play này. Nếu như bạn thêm một cái animation nhé, ví dụ bạn thêm bất kỳ một cái animation nào thì bạn sẽ, tức là hiệu ứng ấy, thì bạn sẽ có thêm cái công cụ gọi là chỉnh hiệu ứng. Chỉnh hiệu ứng vào và hiệu ứng ra của chữ. Ok, hết lag rồi. Đây, nó có cái hiệu ứng vào này, hiệu ứng ra này. Đó, bạn chỉnh bằng hai cái thanh này nhá. Đó, animation. Thế còn cái timeline này thì bạn có thể zoom to, zoom bé cũng được. Zoom to, zoom bé cái timeline của chữ này cho nó dễ làm việc. Đấy là tất cả rồi, mấy cái tất cả về cái gọi là edit chữ nâng cao ở trong Filmora. À, bạn nhấn apply thì nó sẽ quay trở lại phần bên ngoài. Ra bên ngoài. Đây, ok. À, rất là đơn giản đúng không? Thế còn ở trong này nhé, trong phần Advanced này có một cái nữa mình quên mình nhắc các bạn. À, ở trong cái phần Advanced này thì bạn có thể lưu cái chữ này để cho lần sau bạn dùng. Bạn nhấn vào nút này nhé, Save as Custom nhé. Bạn lưu vào đây, sau bạn cho nó một cái tên, đây là chữ đẹp của tôi. Của tôi chẳng hạn đấy, thì bạn lưu vào Custom. Lần sau nó sẽ ở trong phần Custom Apply này. À, đây là cách thứ nhất, kích vào OK. Ok, đấy là cách thứ nhất để các bạn thêm chữ vào video với công cụ QuickText và làm nào để format các thứ. Thế còn cách thứ hai thì các bạn sẽ dùng cái template hay là cái mẫu. À, Filmora thì có rất là nhiều mẫu và nó nổi tiếng là nhiều mẫu rồi. Filmora 12 thì cũng như vậy. Thì để thêm một cái mẫu chữ thì các bạn sẽ đi đến cái phần gọi là title nhé. Các bạn sẽ chọn, tức là bạn vẫn đặt cái kim thời gian ở cái vị trí bạn cần thêm chữ. Sau đó các bạn chọn vào phần title. Thì trong cái title này thì nó sẽ có nhiều cái thư mục phụ để các bạn có thể thêm. Đầu tiên là mine. Mine là của tôi nhé. Của tôi thì cái này nó là những cái mẫu mà các bạn đã tải về và các bạn lưu. Và thậm chí là cái mẫu mà các bạn vừa mới lưu lại lúc nãy. Mình vừa mới lưu lại. Sorry các bạn, ngọng. Mình vừa mới lưu. Mình vừa mới lưu hồi nãy là trong phần custom đấy, trong phần custom này nhá, là mình sẽ lưu chữ đẹp của tôi này, thì bạn có thể dùng ở đây. Thứ hai nữa là phần này, phần recommended. Recommended là tức là mấy cái đề xuất của Filmora. Filmora nó đề xuất cho mình bao nhiêu mẫu, mẫu nào đẹp, mẫu nào xinh rồi các thứ ấy, thì các bạn có thể chọn. Bên cạnh đó là phần title. Trong cái title này thì nó chia ra là nhiều cái nhé. World Cup là cái này mới nhưng mà nó trả thêm cho mình cái nào miễn phí cả, mà mình không cần. Plain text là những cái chữ mà kiểu đơn giản, chữ đơn giản đấy,
không có kiểu gọi là có preset ở dưới, tức là không có video ở dưới, chỉ có chữ đơn giản thôi. Mặc dù vậy nó cũng kèm hiệu ứng. Ví dụ bạn muốn thích cái nào thì bạn có thể chọn đây. Work Ads là mấy cái mà chữ kiểu dạng Work Ads đấy. Opener là cái những cái tiêu đề để mở đầu, tức là cái mẫu để mở đầu. Lower third là những cái mẫu mà bạn thêm ở bên cạnh bên trái này, bên trái hoặc bên phải của video để bạn giới thiệu nhân vật hay là giới thiệu MC các thứ. Subtitle là phần phụ đề, chapter là phần chương, subscribe là mấy cái chữ mà kêu gọi là người đăng ký các thứ, end credit là những cái thứ mà bạn kiểu giới thiệu ekip các thứ ở cuối phim ấy. Đó thì là những cái này, trong cái phần này nó tất cả nó đều là mẫu thôi nhé. Collage, message các thứ đều cũng như thế. Phim stock thì là những cái mà bạn tải từ cái kho miễn phí của phim stock về. Bạn nào mà giàu hơn thì bạn mua cái kho của phim stock. Ok, ví dụ mình muốn dùng một cái chẳng hạn. Ví dụ mình sẽ dùng một cái lower third này nhé, là một cái mẫu lower third. Sau đấy mình sẽ kích vào lower third, xong mình sẽ chọn. Và nhớ là nếu như mà nó hiện ra mấy cái nút kim cương hồng ấy thì các bạn đừng có chọn nhé. Bạn nhớ chọn vào cái free này nhé. Chọn vào free thì nó sẽ chỉ hiện ra những cái bạn có thể sử dụng được miễn phí thôi. Ok, ví dụ cái này. Một cái mẫu này hoặc là mẫu này chẳng hạn. Đó, hãy đăng ký kênh của tôi chẳng hạn. Bạn sẽ kéo cái này xuống nhé. Trước tiên là bạn sẽ tải. Và cái mẫu này ấy, mặc định của nó là đang là 5 giây. Ở đây bạn xem thời gian mặc định là 5 giây đúng không? Ví dụ mình sẽ kéo nó dài một tí cái video ở dưới thì nó sẽ ra luôn cho bạn một cái mẫu như này. Đó, cái đây. Đó, ra một cái mẫu như này. Cái mẫu này thì nó sẽ có chữ này và một cái video, video là cái màu vàng ấy. Thì bây giờ đầu tiên là bạn muốn đổi cái chữ này chẳng hạn, đúng không? Bạn kích đúp vào, bạn lại đổi nó giống như là lúc nãy mình vừa mới chỉ cho các bạn đúng không? Đăng ký kênh của tôi này. Kênh nhé chẳng hạn. Đó, đấy là một, đấy là mình đổi cái chữ và mình có thể format cái chữ này, tức là mình có thể tùy chỉnh cái chữ này giống như lúc nãy mình chỉnh. Hai nữa là cái preset, tức là cái video. Thì cái video này đầu tiên là mình có thể kích vào đây, mình có thể thu bé nó lại này cho nó phù hợp với cái chữ này. Đó, đây là thứ nhất. Thực ra mình chỉ làm được mỗi cái này thôi chứ mình cũng không làm gì được với cái video cả, tại vì video nó giống như là một cái mẫu sẵn rồi. Mẫu sẵn thì bao giờ nó tạo ra cho mình thì mình chỉ việc dùng thôi cho nó nhanh. Thế còn nếu như các bạn muốn xem cái này ấy, thì các bạn có thể ấn vào Advanced, tức là đi đến cửa sổ nâng cao thì bạn sẽ nhìn thấy mình chỉ các bạn. Đây là phần chữ này, đây là phần chữ nhé, và đây là phần preset video, tức là phần video ở trong này nó là một cái mẫu như này. Bạn có thể chỉnh ở đây tùy chỉnh. Cái preset video này thì bạn có thể tùy chỉnh nó một tí, ví dụ như bạn tăng cái độ tương phản màu mè các thứ của nó ở bên ngoài, nhưng mà thôi nếu mà bạn đã dùng mẫu rồi thì bạn cứ thế mà dùng thôi. Bạn chỉ chỉnh cái chữ này thôi, bạn chọn vào cái chữ, sau đó bạn chọn các màu chữ gì đấy cho nó phù hợp, rồi là các chữ khác này, xong rồi customize này, bạn thích thì bạn chọn màu này, hoặc là bạn có thể chọn đổi cho nó cái animation, đấy là tùy bạn nhé. Ok, còn không thì bạn chỉ để như này thôi là xong. Coi như là bạn đã chọn xong rồi, làm xong một cái mẫu chữ rồi, thêm chữ vào video, bạn kích vào apply. Đó, đây là cái mẫu. Các bạn chú ý nhé, cái mẫu chữ này nếu như mà bạn muốn kéo dài nó ra hết video ấy thì các bạn phải chỉnh lại phần hiệu ứng ở bên trong, chứ không thì nó sẽ chậm chậm chậm, chậm, nó không như kiểu bình thường đâu. Ok, đơn giản đấy thôi. Đấy là làm cách nào để thêm chữ vào video với Filmora 12. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể comment bên dưới. Sắp tới Filmora 12 nó chính thức ra thì mình sẽ làm một cái series, chắc phải tầm 100 cái video về cái Filmora 12. Thật ra bạn nào nếu mới đến kênh của mình ấy, thì hãy đăng ký kênh của mình để học những cái mẹo edit video với Filmora trên kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.